vừa vô địch AFF Cup, hai công thần của đội tuyển Việt Nam bị loại thẳng tay. Văn Quyết là đội trưởng đội tuyển Việt Nam, trong khi Anh Đức là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hành trình vô địch AFF Cup 2018. Ở tuổi 33, lão tướng này vẫn tỏa sáng và là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Dù chưa lên tiếng, nhưng mục đích chính của huấn luyện viên Park có thể nhìn thấy được là tiếp tục trẻ hóa đội hình. ASEAN Cup dù sao vẫn là một giải đấu quá tầm với bóng đá Việt Nam, thật khó để có thể đặt nặng chuyện thành tích. Tuy nhiên, những trải nghiệm ở đây là vô cùng hữu ích và chiến lược gia người Hàn Quốc muốn các cầu thủ trẻ sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn. Trong danh sách 27 cầu thủ mà ông Park vừa chốt, có 20 người vừa cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ngoài sự vắng mặt của Anh Đức và Văn Quyết, trung vệ Đình Trọng cũng không có tên vì chấn thương. Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2019: ngày 8 tháng 1, 20:30 Iraq với Việt Nam; ngày 12 tháng 1, 18:00 Việt Nam với Iran; ngày 16 tháng 1, 23:00 Việt Nam với Yemen. Thay cho những cái tên trên là những gương mặt mới được gọi như Thành Trung, Văn Đại, Hà Nội; Thanh Hậu, Minh Vương, Thanh Bình, Hoàng Anh, Gia Lai; Tùng Quốc, Cần Thơ; hay tiền vệ trẻ Hoàng Đức của Viettel. Tất cả đều sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để chứng tỏ khả năng và giành một suất dự giải châu lục. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 20 tháng 12 tại Hà Nội. Ngày 25 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đá giao hữu với Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên trên sân Mỹ Đình. 3 ngày sau đó, đội sẽ lên đường Qatar và có trận giao hữu với Philippines vào ngày 31 tháng 12 trước khi sang UAE dự vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Vì sao thầy Park loại hai công thần Anh Đức, Văn Quyết khỏi đội hình giữa ASEAN Cup 2019? Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2019, không có hai công thần tại giải AFF Cup vừa rồi là Anh Đức và Văn Quyết. Việc loại bỏ hai tuyển thủ kỳ cựu Anh Đức và Văn Quyết là quyết định bất ngờ nhưng rất hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Lý do là bởi trong năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ có hai mục tiêu lớn là vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30. Đây là sân chơi của các cầu thủ U23, vì vậy ngay từ thời điểm này chúng ta cần tạo điều kiện cho những nhân tố mới xuất hiện thay thế vị trí của các lão tướng năm nay đã 27 và 33 tuổi. Người thầy của tôi chân dung huấn luyện viên Park Hang-seo có mức giá khởi điểm 117 triệu đồng. Vào lúc 18 giờ ngày 30 tháng 12 tới, tại nhà đấu giá nghệ thuật 17 Trần Quốc Toản, Hà Nội, chọn bức chân dung ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ được đấu giá với mức giá khởi điểm 117 triệu đồng. Bức chân dung mang tên Người thầy của tôi do họa sĩ Trần Thế Vĩnh vẽ trên chất liệu sơn dầu kích thước 73x92cm. Trong bức tranh, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đang đặt tay lên ngực, gợi nhớ hình ảnh ông đang thực hiện nghi thức chào cờ hát quốc ca Việt Nam cùng các học trò trước mỗi trận đấu. Thần thái của huấn luyện viên Park Hang-seo toát lên khí chất mạnh mẽ, cương nghị. Người thầy của tôi sẽ được trưng bày từ ngày 23 tháng 12 và được đấu giá trong phiên đấu giá số 19 với chủ đề Chào 2019. Đại diện nhà thi đấu giá nghệ thuật chọn cho hay, toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện, trong đó có một phần được dùng để hỗ trợ phát triển các họa sĩ trẻ tài năng. Sau khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở về quê nhà Hàn Quốc để thăm gia đình và nghỉ ngơi. Ngày 20 tháng 12 tới, ông và các học trò tại đội tuyển sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho các trận giao hữu với Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên ngày 25 tháng 12 và Philippines ngày 31 tháng 12, sau đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển sang UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tham dự giải vô địch bóng đá châu Á 2019 AFC ASEAN Cup 2019 diễn ra từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Bầu Đức, tôi không có bằng đại học nhưng 10.000 cử nhân đang làm việc cho tôi. Câu chuyện bằng đại học của VFF thêm một lần nữa trở thành tâm điểm của làng bóng đá Việt khi ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ chối cuộc họp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào tuần này. Theo Bộ Đức chia sẻ với phóng viên, ông từ chối cuộc họp
với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì không có bằng đại học, cảm thấy xấu hổ với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Thường trực Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông, những người có bằng đại học. Câu chuyện bằng đại học của Bảo Đức xuất phát từ việc tiêu chí để ứng cử vị Phó Chủ tịch Tài chính VFF nhiệm kỳ 8 quy định am hiểu có quy định trong hoạt động tài chính, thương mại, trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên. Ngoài ra, Chủ tịch và các vị trí Phó Chủ tịch khác cũng ràng buộc bằng cử nhân, một tiêu chí mới của VFF nhưng được xem là sớm gạch tên Bảo Đức khỏi VFF theo kiểu bóng chưa lăn đã biết tỷ số, bởi cả nước ai cũng biết Bảo Đức không có bằng đại học với 3 lần ôm sách vở đi thi thố nhưng trượt. Ông chủ Hoàng Anh Gia Lai tâm sự rằng, tôi không có bằng đại học nhưng có khoảng 10.000 cử nhân đang làm việc cho tôi, có những người học ở Mỹ tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Lời tâm sự ấy cùng động thái rút khỏi VFF không tham gia họp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có thể nói Bảo Đức rất cay đắng vì bị VFF đá với tiêu chí bằng cử nhân. Đúng hơn, Bảo Đức bây giờ dựa vào cái tiêu chí bằng đại học để làm khó trở lại VFF, những người sắp tới phải họp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Họ phải giải thích và báo cáo về các quy trình bầu cử đại hội VFF khóa 8 với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đang nói là tiêu chí bằng đại học không có trong điều lệ của VFF được Bộ Nội vụ phê duyệt. Trong một cuộc phỏng vấn, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ gọi tiêu chí cử nhân của VFF là tầm bậy, tôi không biết gì cả, tự nhiên ký rồi phát ra một cách lố lăng dù liên đoàn phải hoạt động theo điều lệ. Tôi nhấn mạnh điều lệ này vì được cơ quan chủ quản trình lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trình lên Bộ Nội vụ để phê duyệt. Bây giờ họ đưa ra một manh khóe ra nhưng chưa bàn bạc. Sau đó họ gửi các thành viên ban chấp hành xin ý kiến. Tôi buồn là đâu phải ai cũng biết dùng mail và cài thêm câu là 2 ngày sau ý kiến, nếu không ý kiến xem như đồng ý. Đó là chuyện tầm bậy vì không thuộc phạm vi ban chấp hành, mọi thứ phải làm việc theo điều lệ. Còn sang nhiệm kỳ tới, ai muốn nâng tầm lên thì cần phải bổ sung để phê duyệt. Cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Nghiệp Khôi từng phát biểu với báo chí về chuyện bằng cử nhân. VFF là tổ chức xã hội chứ không phải cơ quan nhà nước mà yêu cầu bằng cấp. VFF và bóng đá là cần người tài giỏi, có tâm, có tầm để giúp bóng đá phát triển chứ bằng cấp có hay không không quan trọng. Tôi thấy đề xuất quy định mới này không phù hợp cho lắm, thậm chí là nhắm vào cá nhân nào đó. Anh Ba Đức là người tài giỏi, ai cũng biết anh ấy đi lên từ hai bàn tay trắng và không có bằng đại học. Thế thì cái quy định này chẳng khác nào đóng cánh cửa của anh Đức nếu như anh ấy muốn ứng cử. Tôi nhấn mạnh bóng đá Việt Nam cần người tài giỏi có tâm và có tầm, dám nghĩ dám làm như anh Đức, còn bằng cấp nó không quan trọng với một người như anh ấy. Lý do Bảo Đức từ chối họp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bảo Đức nói, tôi không đi. Lý do thứ nhất, nếu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mời tôi họp với tư cách Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để bàn bạc việc tốt cho bóng đá, thì tôi đi ngay. Thế nhưng, tôi nhận được giấy mời với tư cách Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tôi trả lời không đi. Lý do là tôi biết các thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam được mời họp, có anh Lê Hùng Dũng Chủ tịch, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch Truyền thông Trần Anh Tú Thường trực, trong đó duy nhất có tôi là người không có bằng đại học, tôi cảm thấy xấu hổ nên không đi. Cầu thủ Malaysia không thể nuốt trôi thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia cho hay họ vẫn cảm thấy thất vọng và không thể vui được sau khi thất bại trong việc giành chức vô địch AFF Cup 2018. Nhưng tuyển thủ Malaysia sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết lượt về vang lên đã đổ gục xuống sân vì quá thất vọng. Tờ NST của Malaysia sáng ngày 16 tháng 12 đã tới nơi đóng quân và cho hay không khí trong đội bóng rất u buồn. Nhiều cầu thủ từ chối trả lời phỏng vấn, số ít tiếp chuyện các phóng viên cũng không giấu được sự thất vọng. Tiền vệ Safawi Rashid là một người như vậy, anh nói, tôi không hạnh phúc chút nào, mọi người đều thấy những gì diễn ra trong trận đấu rồi đấy, thật khó để nuốt trôi thất bại này. Bố mẹ tôi cũng dặn dò là không nên quá thất vọng và họ muốn tôi phải mạnh mẽ, những lời động viên của họ phần nào làm tôi thấy khá hơn, Safawi chia sẻ. Safawi là niềm hy vọng hàng đầu của Malaysia tại AFF Cup khi trước đó anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất năm của Malaysia. Tiền vệ này cũng có một pha sút phạt đẹp mắt tung lưới văng lăm trong trận lượt đi giữa hai đội.
cùng chung tâm trạng với Safawi là tiền đạo Shahir, chân rút vào sân thay người trong trận chung kết lượt về có vẻ còn buồn hơn người đồng đội. Anh nói, tôi rất buồn, cứ như thể không biết làm cách nào để lại được hạnh phúc nữa. Chúng tôi đã thua rồi, tôi chẳng biết phải nói gì vì chuyện đã rồi. Và huấn luyện viên Tang Chang-hwe nói rằng cả đội đã làm tốt nhất có thể. Trong khi đó, tiền vệ Mohado Sumare nhận trách nhiệm về mình. Anh cho rằng mình đã chơi không đúng khả năng và xin lỗi người hâm mộ Malaysia vì không mang được cúp vô địch về nước. Mohado Sumare cho hay, tôi xin lỗi Malaysia vì đã không thể vô địch. Nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ chơi tốt hơn. Mọi người đều biết tôi không chơi tốt nhất. Hơn hết, đây không phải là ngày của chúng tôi. Gia đình cũng đã an ủi tôi sau thất bại, mẹ tôi cũng đã chuẩn bị những món ăn khoái khẩu chờ tôi về nhà. Tiền vệ nhập tịch chia sẻ.